Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Phùng Tấn. Hôm nay Phùng Tấn lại tiếp tục ra một món liên quan đến sốt Thái. Mình sẽ làm một chuỗi liên quan đến món sốt Thái, bao giờ không còn cái món nào làm nữa thì thôi. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm món sốt Thái, đó là món ba chỉ sốt Thái. Ở đây thì mình có chuẩn bị 6 nạng ba chỉ rồi. Nhà mình thì không có ai thích ăn mỡ. Mình tìm miếng ba chỉ ngon nạc như này. Đấy, bạn tìm được miếng ba chỉ liền thì càng tốt nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ thái miếng ba chỉ này ra. Mình sẽ thái con chì nhé, thái con chì thái nhỏ các bạn ạ. Đấy, vì miếng này thì mình sẽ bổ làm đôi. Đôi hoặc mà bạn nào thích ăn nhỏ cho nó dễ, thì cho nó nhìn dễ thì cho làm ba cũng được. Đấy. Xong. Đấy. Mình chỉ thái như thế này thôi các bạn nhé. Nhưng mà chỉ thái thế thôi. Nhà mình gần đến hơi muộn rồi, buổi trưa đến hơn 11 giờ rồi, mình sẽ làm nhanh để ăn cơm. Thì hôm nay mình sẽ không có trang trí hoa mai hoa sói gì cả, làm xong rồi ăn cơm luôn. Thái thịt xong thì bây giờ mình sẽ đi trần thịt các bạn nhé. Mình sẽ trần cái thịt này lên nhé. Thịt lợn thì mình nên trần để khi mình sốt lên thì ăn nó sẽ không bị dai. Đấy, nó sẽ mềm. Mà trần thì nó sẽ sạch được cái bọt. Sau khi thịt của mình nó sôi lên được khoảng độ phút rưỡi 2 phút thì mình sẽ vớt cái thịt này ra nhé. Vớt ra và mình đem rửa lại cho nó sạch. Sau khi thịt trần và rửa xong thì mình sẽ cho một thìa hạt nêm vào đây này, một thìa nước mắm. Thìa của mình là thìa cà phê nha các bạn nhé. Đấy, rất ít thôi, chủ yếu là ngon từ cái sốt thôi. Mình sẽ đảo đều cái thịt này. Hôm nay là hết găng tay, mình rửa tay sạch sẽ, mình trộn chứ không cần phải găng tay, cứ tay sạch sẽ được các bạn ạ. Đấy. Hôm nay cái trần cái thịt xong, vừa mình vừa rửa xong thì nó còn một ít nước này, thì cho bột vào mình sẽ phải không phải vẩy thêm nước nữa các bạn nhé. Đấy, tùy thuộc, nếu các bạn để cái thịt này khô thì các bạn cho bột vào, các bạn phải vẩy một ít nước vào. Đấy, hôm nay có 6 nạng thịt thì mình sẽ cho đầy một thìa bột tổng hợp các bạn nhé. Đầy một thìa. Ok, thế là được. Cái bột tổng hợp thì mình có hàng trăm cái video rồi. Đấy, thì mình cũng không nói nhiều nữa. Bạn nào mà chưa xem thì vào xem, bạn nào xem rồi thì bỏ qua. Đấy, mình sẽ cho bột tổng hợp và mình trộn đều lên. Đấy. Lúc đầu tiên thì mình có giới thiệu là cái thịt của mình nó còn một chút xíu nước. Đấy, nên là khi mình cho cái bột vào nó sẽ không bị khô, mà nó sẽ như thế này. Đấy, các bạn nhìn này, nó ướt như thế này. Nên là vừa các bạn nhé. Các bạn đừng để bột khô nhé, để khi mình để khô thì mình chiên vừa nhanh bẩn dầu, vừa cái màu thịt nó sẽ không được đẹp đâu, nó bị chỗ vàng chỗ không vàng. Nhưng mà các bạn mà tẩm ướt thế này thì chiên lên nó đều. Tẩm ướt này thì cho vào chiên thì các bạn phải giải đều chứ không nó sẽ bị dính vào nhau. Đấy, mình sẽ cho dầu ăn vào nhé. Bạn nào mà ở gia đình mà muốn tiết kiệm dầu thì cho bớt đi một ít, cho ít thôi. Ví dụ gia đình thì cho thế này là nhiều rồi, nhưng mình làm hàng thì mình sẽ cho nhiều. Đấy. Còn làm nhiều việc khác. Đấy. Đấy. Sau khi mình để dầu nóng già rồi, bây giờ mình sẽ thả thịt vào này. Đấy. Thả thì các bạn thả từng góc một như này. Đấy. Thì nó sẽ không bị dính cái thịt vào nhau. Chiên được khoảng độ phút rưỡi. Nó đã vàng ươm như này rồi, rất là ngon các bạn ạ. Đấy, bạn nhìn thấy cái bột của mình chuẩn không? Đấy, bột tổng hợp nó ngon như thế. Bình thường các bạn mà không có bột vào như thì không bao giờ nó được vàng ngon như này nhé. Nhưng mà các bạn lưu ý là chỉ cho ít bột thôi các bạn nhé. Sau khi mình chiên được khoảng độ tầm 2 phút rưỡi, 3 phút nhỏ lửa thì nó vàng như thế này rồi. Miếng thịt nó rất là vàng rồi. Thì bây giờ mình sẽ vớt ra nhé.
bạn thấy không? Sau khi mình chiên xong mà cái dầu của mình nó vẫn trắng tinh như này. Đó. Sau khi chiên mà dầu vẫn trắng tinh như này. Nếu các bạn mà cho nhiều bột quá hoặc là các bột các bạn nó bị khô thì cho vào thì dầu sẽ rất là nhanh cháy. Mình sẽ đổ tạm ra đây để đi để chảo để sốt. Bây giờ mình sẽ cho một chút dầu ăn vào, cho hành tỏi vào phi thơm lên. Sau khi hành tỏi thơm điếc mũi hàng xóm rồi thì mình sẽ cho nước vào. Đấy, cho khoảng độ tầm 80ml nước vào. Sau khi cho nước xong thì mình sẽ cho sốt thái thần thánh của mình vào. Đấy, cái sốt thái của mình thì mình làm được rất là nhiều món, trộn với cả thế giới, sốt với cả thế giới. Hôm trước thì mình có ếch, có gà, có sườn. Đấy, giờ tiếp tục mình sẽ làm món ba chỉ sốt thái. Sau khi cho sốt vào rồi thì mình sẽ cho thịt vào. Cái món thịt này thì mình phải đảo kỹ hơn cái món hôm nọ mình làm món gì mà đảo nhanh nhỉ? Tự nhiên lại quên mất. Ếch, đấy, ếch thì nó nhanh chín, nhanh lát thì mình đảo qua thôi, đảo nhanh thôi. Nhưng mà với những cái món ba chỉ, món sườn thì mình sẽ đảo lâu một chút. Đấy, thế chính vì thế thì mình phải cho nước vào như thế, đảo cho nó ngấm. Thì những cái món như thế này thì các bạn có thể thêm ớt, thêm hành tây, thêm ớt đà nạt, thêm rất là nhiều. Các bạn thích thêm cái gì vào để cho nó màu sắc rực rỡ và nó đầy đặn hơn thì các bạn cho thôi. Hôm nay nhà mình làm gia đình mình làm mình cái thịt này không thôi. Đấy, cho một ít gốc hành vào thôi. Đấy, sau khi mình đảo được khoảng độ tầm nửa phút thì nó cạn như này, mình sẽ cho mấy gốc hành vào nhé. Bây giờ đảo cho gốc hành nó chín là mình cho ra thôi. Ok, con dê bây giờ mình sẽ cho ra nhá. Tắt bếp cho ra thôi các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ cho ra như các bạn nha, để đi ăn cơm thôi. Hôm nay có mỗi cái món này, món canh thôi. Canh rau thôi. Vậy là Phùng Tấn đã hoàn thành món ba chỉ sốt thái rồi các bạn ạ, rất là ngon các bạn ạ. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.